Từ lúc biết món chay đơn giản này, từ bí gợ hay bí đỏ quý vị, Quỳnh Phương cảm thấy mình thích ăn cái món bí này hơn á. Đó, thì Quỳnh Phương xin mến chào tất cả quý vị nha, đã quay trở lại với kênh Quỳnh Phương Món Ngon Tại Nhà. Cho phép Quỳnh Phương giới thiệu một xíu cho quý vị lần đầu tiên xem á, thì kênh Quỳnh Phương thì chuyên chia sẻ các món chay ngon, dễ làm, đơn giản. Thì bữa nay Quỳnh Phương có một cái món từ bí đỏ quý vị, hay là bí gợ á. Làm thì rất là dễ, nhưng ăn rất là bắt nha. Rồi, trước tiên thì mình chuẩn bị ở đây một trái bí đỏ ha. Một trái nhỏ nhỏ thôi, vừa mình ăn ha. Rồi hành lá với ớt. Rồi, cái phần bí này mình sẽ cắt bỏ đi cái chỗ cái cuốn nè, với cái phần đuôi luôn. Tiếp theo á thì Quỳnh Phương sẽ gọt bỏ hết cái vỏ. Đó, mình chừa lại hơi xanh xanh xíu cũng được nha, cho nó ngon. Sau đó thì mình sẽ cắt cái trái bí này ra. Trái bí này nó dẻo ngon lắm quý vị. Đặc ruột luôn á. Cái phần hạt có chút xíu á, mình dùng cái muỗng á, mình cạo ra, cạo nhẹ nhẹ đó. Đó, ăn bên đây mình kiềng cái là lấy ra được, dễ lắm. Giờ mình mới cắt nhỏ cái phần bí này ra nữa nha. Miếng bên đây nó hơi mỏng hơn á, nên mình Phương cắt làm hai. Cái miếng này dày hơn thì mình Phương cắt làm ba. Sau đó thì mình sẽ cắt thành những cái miếng xéo xéo nè. Cắt bên đây, xéo qua bên kia. Nhìn cái miếng bí nó là lạ mắt hơn xíu quý vị. Bên đây một cái, lấy miếng này ra đi, cắt bên kia một cái. Cứ vậy mình cắt xéo hết cái phần bí này. Đó, đây một cái, cắt bên kia một cái. Làm cũng nhanh nè quý vị. Rồi, giờ mình cắt xong rồi đó. Mình sẽ chuẩn bị mình đem đi, mình bỏ vô cái thau một cái. Sau đó thì cho bí hết vào, thì mình sẽ đem đi, mình cho nước vào, mình rửa lại cho nó ra cái nhựa của bí á, để mình gọt vỏ. Nếu mà các bạn rửa sạch trước á, lúc mà gọt xong rửa thì cái này mình khỏi rửa cũng được. Quỳnh Phương này cắt xong Quỳnh Phương mới rửa, rửa cho một hai nước rồi đó, cho nó sạch. Rồi mình mới để ra cái rổ, để đây cho nó ráo nước một xíu nha. Tiếp theo thì Quỳnh Phương sẽ đem cái phần hành lá nè. Nếu mình không dùng hành lá thì mình có thể dùng bo rô tùy mình nha quý vị. Đó, khoảng 4 cọng nhỏ nhỏ này đó. Mình lấy cái gốc mình để riêng. Đó, mình đập dập dập xong rồi mình mới cắt nhỏ ra. Mình không dùng cái phần gốc hành này thì mình dùng hành tím nha quý vị. Đó, hoặc là gốc hành bo rô. Rồi, để riêng nó qua một bên. Đó, còn cái phần lá nè, lá thì mình cắt ra, mình cũng cắt nhỏ ra luôn. Mình không dùng lá hành thì mình có thể dùng ngò gí á, mình dùng ngò gí cũng được. Rồi, giờ Quỳnh Phương sẽ cắt nhỏ cái phần lá hành này ra hết luôn. Nó mình dùng cọng hành thì cũng tiện ha. Rồi, giờ mình để hết vô đây. Tiếp theo là quý vị chuẩn bị cho Quỳnh Phương 50g đậu xanh ha, đậu xanh cà vỏ rồi nè. Quỳnh Phương ngâm trong nước ấm cũng khoảng 30 phút rồi đó quý vị. Đó, mình xả lại cho nó thiệt là sạch nha. Đó, ngâm rồi mình đãi vỏ rồi mình xả lại giống như là mình vo gạo vậy đó. Nó sạch, mình mới đem đi bắt cái nồi lên. Để cái nước vô thì Quỳnh Phương sẽ nấu giống như là giống như mình nấu cơm vậy đó. Mình cho cái lượng nước cũng gần gần vậy đó quý vị, chủ yếu là nấu cho nó cái phần này nè nó chín luôn, nó chín giống như là mà nó vẫn còn giữ được nguyên hạt nha, đừng có nấu mà nó nhừ quá. Rồi để nắp lại nấu thôi, nó sôi lên rồi nè, Quỳnh Phương sẽ
dỡ nắp ra. Đó, nấu đến khi nước nó cạn là gì nè, cạn cạn là sắp sắp đi đó, để nắp lại. Nó mà có sôi quá thì nhớ dỡ ra nữa ha, để cho nó khô là gì nè. Rồi mình thử đó, mình thử cái hạt nó mềm chưa, rồi mình để nắp lại nữa nha. Đó, để cho cái hạt nó ráo luôn. Lúc đó là nhớ là để lửa thiệt nhỏ rồi đó nha quý vị. Để cái đó bên mình mới chuẩn bị, mình đem cái phần bí này nè, mình xào. Mình cho 3 muỗng canh dầu vào. Đó, đợi cho cái dầu này nó sôi lên. Nó lên tiên nhỏ nhỏ rồi. Tranh thủ lúc này mình sẽ chán cho cái phần dầu nó đều ha, đều cái chảo á. Rồi, dầu sôi lên rồi, lên tiên nhỏ nhỏ đó, rồi mình bắt đầu mình cho cái phần đốt hành vào thôi. Rồi mình phi cho nó vàng, nó thơm lên. Đảo đảo này đó quý vị, nó vừa vàng vàng thơm thơm rồi đó. À, bây giờ bắt đầu cho cái phần bí vào này. Cho hết cái phần bí này vào. Bây giờ mình mới đảo đều lên. Mình đảo qua, đảo lại, đảo qua, đảo lại cho nó săn cái phần bí này lại. Đó, mình đảo khoảng 1-2 phút vậy đó, cho nó săn săn cái phần bí này. Thì bắt đầu mình mới chuẩn bị nước nha. Mình cho nước vào xem xét vậy đó. Khoảng nửa chén nước cho quý vị. Rồi, đợi nước sôi lên thì bắt đầu mình chuẩn bị mình nêm gia vị luôn. Gia vị thì đơn giản thôi. Cho một muỗng đầy đầy một xíu hạt nêm chai trừ nấm. Tiếp theo là quý vị dằn vô nửa muỗng đường. Rồi mình đảo qua đảo lại cho gia vị nó thấm vô cái phần bí này nè quý vị. Rồi, đây là một cái món rất là hấp dẫn. Nhờ có cái phần đậu này nè, nó sẽ lạ lạ miệng quý vị. Béo béo bùi bùi. Thì bây giờ mình đảo xong rồi mình cho hết cái phần đậu này vô. Đó, cho đậu vô rồi đảo qua đảo lại. Rồi sau đó mình cứ đậy nắp lại ha. Đậy nắp lại. Đậy nắp lại đợi cho đến khi cái phần bí này nè, nó chín luôn. Còn chút xíu mình nêm nếm lại một xíu nữa. Rồi. Đó, mình đợi đến khi nào nó cái phần bí này chín. Mình mới tắt bếp hoặc là hạ lửa nhỏ xuống cho cái phần hành lá lên. Rồi cho ai thích ớt thì cho vài lát ớt. Rồi, ai thích tiêu thì cho một muỗng tiêu vậy đó. Phải có tiêu, cay cay mới thơm thơm, mới ngon hết quý vị. Rồi, mè mà mình rang vàng á, mình rải lên trên cho nó hấp dẫn. Thì sau cùng là mình sẽ chuẩn bị thêm một muỗng nước mắm chay nha. Rồi, cho muỗng nước mắm chay vòng vòng lên cho nó rất là thơm luôn á. Rồi, vậy là Quỳnh Phương đã hoàn thành xong cái món bí đỏ xào quá quý vị, xào chay, bí đỏ xào chay ha, đơn giản thơm ngon, cũng rất là lạ miệng nữa. Quỳnh Phương chúc quý vị ngon miệng nha. Xin chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Quỳnh Phương món ngon tại nhà.